Hello, mến chào các bạn nha. Thì hôm nay nhà mình nấu món cá sa mình kho mặn các bạn. Thì nguyên liệu là có cá sa mình nè, cà, rồi rau cần, củ hành trắng, hành lá với tỏi các bạn. Đó các bạn thấy không? OK, sau khi bắt đầu đánh nóng thì bỏ dầu và tỏi lên, mình phi tỏi cho thơm nha các bạn. Rồi, mình đang bỏ đường vô luôn nha. Và kế tiếp là củ hành tà tây. Xin nhắc lại các bạn thì mình đang đi review cho các bạn nha. Má mình đang nấu món cá sai mình kho mặn. Thì chiều nay mình ăn cơm với món này nghe nha các bạn, tại vì ăn thịt dưới rồi ngán quá các bạn ơi, nên bữa nay mình ăn cá một lần đi. Rồi, sau khi thơm là bắt đầu mình chế nước sôi vô nha các bạn. Nước mình đã nó nấu sôi nha. Thì món này mình nấu rất đơn giản lắm các bạn. Rồi chút xíu muối nha các bạn, bột ngọt, và kế đến là nước mắm. Thì mình nêm vừa khẩu vị của mình được rồi nha. Thì nhà mình ăn vừa ăn các bạn, không mặn quá mà không lạt quá, nó vừa ăn thôi. Rồi bắt đầu bỏ cá vô các bạn. Là các bạn thấy, các bạn cá sa mình bỏ nguyên nguyên cửa cho ngon các bạn, các bạn thấy không? OK, bây giờ mình chờ cho cá chín nha. Các bạn thấy không, quá hấp dẫn các bạn ơi. Hy vọng là bữa nay sẽ có một bữa cơm rất là ngon. Rồi trong thời gian đợi cá chín thì mình bỏ thêm cà vô nha các bạn. Đó, thấy không? Rồi giờ mình bỏ cần, rau cần với cái rau cần vô nha các bạn. Các bạn ơi, bò thơm quá các bạn ơi. Còn rồi tắt lửa luôn luôn nha các bạn, thấy không các bạn, nó chín rồi đó các bạn. Sau khi chín thì má mình múc múc ra đây chuẩn bị cơm các bạn. Và cá sa mình mà kho mặn là number one các bạn ơi, quá đã luôn. Cái này kìa, ba cháy bồ chát các bạn. Rồi. Mở tỏi các bạn, mở tỏi đã phi rồi, tiêu. Rồi bây giờ mình đem qua bên kia nha. Ăn cơm nói các bạn, bữa cơm nhà mình chỉ có thế thôi đó. OK, tạm biệt các bạn nha. Anh em ủng hộ đăng ký cho mình để những có động lực làm những video tiếp theo các bạn. OK, bye các bạn, bye bye.